Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Bé Con đây. Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta combo với cái nhân vật Senhi khi mà chúng ta đi cùng với các cái nhân vật DPS hệ băng khác như là Ayaka hay là Ganju nhé. Cái combo này có thể nó sẽ không đúng hoàn toàn đối với tất cả các bạn, bởi vì các bạn sẽ có những cái đội hình khác nhau, có những cái nhân vật khác nhau, dẫn tới việc là combo có thể nó sẽ bị khác đi đôi chút. Nhưng mà mình nghĩ là hầu hết mọi người đều sẽ sử dụng cái combo như này, và mình cũng đã test khá là nhiều cái combo khác nhau đối với nhân vật này rồi, và mình nhận thấy là cái combo này là cái combo mà nó sẽ dễ sử dụng nhất, cũng như là cái độ hiệu quả của nó cũng đạt đến ngưỡng cao nhất. Vậy nên nếu như các bạn nào mà có những cái combo khác với combo mà mình nêu ở trong video này thì các bạn có thể là comment xuống bên dưới phần bình luận để mình với các bạn cùng trao đổi về cái combo với nhân vật Senhi này nhé. Và không để làm mất thời gian của mọi người nữa thì chúng ta sẽ đến ngay đến cái nội dung chính của video thôi. Ok, và chúng ta sẽ đến ngay với một cái demo mình đã test ở đây. Với cái demo này thì mình sẽ sử dụng nhân vật là Ayaka, Senhi, Sukro và Shinquil. Ở đây thì mình sử dụng Sukro và Shinquil bởi vì mình không có Kazuha, cũng như là mình không có cái nhân vật như Kokomi. Thì nếu như các bạn nào có thì các bạn có thể thay vào, nhưng mà mình người chơi hệ F2P nên là mình không có các nhân vật đấy, thì mình sử dụng Sukro tạm vậy nhé. Ở đây thì giai đoạn đầu tiên thì đơn giản là mình sử dụng nhân vật Senhi, mình sẽ combo EQ ngay lập tức. Các bạn có thể thấy ở đây, cái combo này đơn giản để mình lấy cái búp là cái E nhấn thì mình sẽ được lấy sát thương kỹ năng nguyên tố và kỹ năng nộ, và đồng thời cái nộ của mình thì mình sẽ làm giảm kháng băng của kẻ địch đi. Thì đơn giản là mình sẽ búp tất cả mọi thứ luôn. Sau đó mình sẽ sử dụng nhân vật Sukro ở đây, mình sẽ khuếch tán là mình lấy cái bộ bóng hình màu xanh. Tiếp đến là chúng ta sẽ sử dụng nhân vật hệ nước. Thì cái nhân vật Shinquil mình xuất hiện ở đây là đơn giản để là mình đóng băng, mình cố định cái con quái ở trong cái vùng quy của Senhi, tránh cái tình trạng là quái nó bị đẩy đi. Sau đó là mình lấy nhân vật Ayaka. Thì Ayaka ở đây thì mình sẽ làm một vài cái động tác như sau. Đầu tiên là mình lướt, cái này để là mình lấy cái thiên phú của Ayaka là tăng sát nguyên tố băng. Và tiếp theo đó mình sẽ đánh thường, tạo cái sát thương băng và mình sẽ sử dụng kỹ năng nguyên tố luôn. Cái này là để mình tận dụng cái búp từ cái thanh kiếm ánh sáng đêm sương mù mình đang cầm. Còn nếu như các bạn nào mà không cầm cái cây ánh sáng đêm sương mù thì các bạn có thể bỏ qua cái động tác này. Các bạn sẽ chỉ cần lướt để lấy cái sát thương băng thôi, sau đó các bạn quy luôn. Ở đây thì mình sẽ thêm cái động tác kỹ năng nguyên tố và sau đó mình sẽ bắt đầu sử dụng cái quy. Cái quy này thì lúc đấy là mình sẽ tận dụng cái búp tăng sát thương của kỹ năng nộ của cái búp của Senhi mà. Cái đam các bạn thấy ở đây là nó sẽ có một lần đam đầu tiên là nổ 47.000, tức là gần 48.000 đấy đúng không? Các bạn có thể thấy ở đây. Và tiếp sau đó là các bạn sẽ thấy đam của mình là 31.000. Cái đam này nó có sự chênh lệch là do cái búp E của Senhi là lúc đầu mình có 5 stack và bây giờ mình chỉ còn một stack thôi, bởi vì là mình đã đánh con rồng này hai lần, bởi vì có hai con mà, một đòn chém của mình là mình chém hai con và cái E của mình trúng hai con nữa, cho nên mình đã mất 4 stack rồi, mình chỉ còn một stack cuối cùng đó là cái 47.000 thôi. Các bạn không phải lo về cái việc là các bạn mất stack đâu nhé, bởi vì cái stack của các bạn ấy nó đã chuyển hóa thành đòn đánh thường và cái sát thương của kỹ năng nguyên tố rồi, cho nên các bạn có thể đam cái kỹ năng nguyên tố của mình tận 66.000 ấy là bình thường nó đã chỉ khoảng tầm 50.000 thôi và nó được cộng 16.000 bù vào rồi, cho nên các bạn không phải lo đâu nhé. Sau khi mình sẽ sử dụng cái kỹ năng nộ của nhân vật Ayaka này thì các bạn có thể là đánh một đòn đánh thường hoặc là các bạn có thể là swap nhân vật luôn, như ở đây là mình swap luôn. Các bạn thấy là khi mình swap nhân vật Senhi thì các bạn có thể thấy cái hồi chiêu E của nhân vật này của mình đang là 0.3 giây, thì cái này nếu như các bạn đánh thường ở nhân vật Ayaka vừa nãy thì nó sẽ vừa khớp thời gian luôn, nhưng ở đây thì mình swap luôn để cho các bạn xem cái thời gian hồi chiêu ở đây là 0.3 giây, tức là các bạn có thể coi như là nó vừa hồi chiêu rồi, được chưa? Và sau khi hồi chiêu thì các bạn sẽ có các cái tình huống các bạn sử dụng như sau. Đầu tiên là nếu như các bạn thấy con quái này nó có khả năng là nó sẽ chết ngay lập tức, và kiểu các bạn kiểu quái máu nó yếu ấy, các bạn có thể giết được ngay, thì lúc này các bạn sẽ sử dụng cái E nhấn để các bạn tiếp tục gây thêm sát thương của nhân vật Ayaka và sát thương của nộ. Các bạn thấy là cái quy của Ayaka của mình thời điểm này nó vẫn còn đang xoay đúng không? Thì đúng ra trong cái tình huống này ấy, nếu như mình ấn E ấy, thì nó sẽ tốt hơn là việc mình nhấn giữ, bởi vì là lúc đấy quy của Ayaka mình vẫn còn và mình vẫn có thể xoáy tiếp được. Nhưng ở đây thì mình nhấn giữ bởi vì là mình nghĩ là cái con rồng ở đằng sau này này nó sẽ vẫn trụ được và mình sẽ tiếp tục đánh Ayaka. Thì cái tình huống này là cái tình huống khi mà các bạn nhận ra là con quái nó sẽ không chết được ngay lập tức và các bạn sẽ cần phải gây sát thương tiếp, thì lúc này các bạn sẽ nhấn giữ. Và ở đây thì mình sẽ nhấn giữ để mình tăng cái sát thương của đòn đánh thường và cái đòn trọng kích, và lúc đấy mình sẽ lấy Ayaka mình đánh tiếp. Nhưng mà trong cái clip này thì con rồng lại chết sau cái loạt quy của Ayaka. Các bạn có thể thấy cái đam ở đây đấy, nó nổ chết mất con rồng rồi. Thì lúc này thì mình nhấn giữ ở đây nó sẽ không hợp lý cho lắm. Nhưng mà nếu như các bạn gặp những con quái trâu ấy thì các bạn sẽ nhấn giữ để chúng ta tiếp tục gây sát thương. Ở đây thì mình sẽ có một cái clip demo khác, các bạn có thể thấy mình đánh gần giống như cái kia, nhưng cái giai đoạn cuối thì mình sẽ nhấn
để cho nó lướt về phía trước. Lưu ý với những cái bạn mà sử dụng cái nhấn đối với lại cái này, đó là khi mà nhấn ấy, cái nhân vật sen hi của các bạn nó sẽ bị lướt ra khỏi cái vùng nộ của nhân vật này, cho nên là nó sẽ bị mất cái búp từ cái thiên phú. Cho nên là các bạn cần lưu ý ở đây là các bạn sẽ phải điều chỉnh cái khoảng cách làm sao để cho cái nhân vật của các bạn lướt nó không bị ra khỏi vòng. Các bạn có thể thấy cái clip demo thứ hai của mình là trước khi mình sử dụng cái kỹ năng nguyên tố của nhân vật sen hi này, mình có di chuyển nhân vật này ra một đoạn ở phía mép ngoài và sau đó mình mới sử dụng cái kỹ năng nguyên tố. Khi mà mình sử dụng xong ấy thì nhân vật sen hi của mình nó vẫn là trong cái vùng nộ của nhân vật này, cho nên là cái sát thương các bạn có thấy ở đây nó sẽ lên khoảng tầm 47.978. Các bạn sẽ thấy nó vẫn lên sát thương như cũ ở đây. Đấy, cái này là đam giống như cái đam lúc đầu, giống như cái demo lúc trước các bạn thấy là cái một lần đam là 47.978 thì bây giờ cái số đam lại quay trở về như đấy. Và lúc này nó sẽ nổ được nhiều lần hơn. Và các bạn có thể thấy ở đây là mình kết liễu con rồng này luôn. Đấy, các bạn có thể thấy cái combo này nhé. Ok, và đây là cái combo của nhân vật sen hi mà mình muốn hướng dẫn cho anh em trong cái số video ngày hôm nay. Mọi người sử dụng cái nhân vật sen hi combo như thế nào? Có sử dụng với đội hình giống như của mình hay là không? Nếu như các bạn sử dụng những cái đội hình khác và các bạn có những cái combo khác thì đừng ngại chia sẻ cái quan điểm của các bạn dưới phần bình luận nhé, để mình cùng các bạn cùng nhau trao đổi về combo của nhân vật này sao cho cái sát thương của nó được tối ưu nhất. Và như thường lệ, nếu như các bạn thấy video này hay thì hãy để lại cho mình một like, và nếu như đây là lần đầu các bạn đến với kênh của mình thì các bạn bấm vào nút đăng ký cũng như là bấm vào nút chuông thông báo để theo dõi thêm nhiều video của mình nhé. Và đừng quên comment xuống bên dưới tên các cái nhân vật các bạn muốn mình làm về combo tiếp theo trong các số tiếp theo nhé. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.